Xin chào các bạn đã đến với kênh Trực Thợ Xây. Hôm nay cái nhóm Trực Thợ Xây đến đây để đập phá một cái ngôi nhà và xây lại cái ngôi nhà cấp 4 gác lửng mới. Thì cái nguyên nhân mà để đập phá ngôi nhà này mà để xây dựng lại cái ngôi nhà gác lửng mới thì mình sẽ quay cho các bạn coi sau. Còn đây là cái mâm cúng của chủ nhà, cúng để động thổ, xin những người khuất mặt khuất mài, những thần linh ở chung quanh đây cho phép họ đập ngôi nhà này ra, đồng thời xây lại cái ngôi nhà mới. Thì bản thân Trực thì cũng cầu xin cho trời Phật và những người khuất mặt khuất mài ở chung quanh đây hãy phù hộ và giúp đỡ cho chủ của ngôi nhà này. Sau khi ngôi xây dựng lên cái ngôi nhà mới thì cầu mong sao cho người ta làm ăn phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Đây mâm động thổ đây, các bạn xem có hương hoa quả, có gà nước tâm sơn và đồ cúng đầy đủ. Và để tiếp tục mình sẽ quay cho các bạn coi cái nguyên nhân tại sao đập ngôi nhà này nhé. Vì cái ngôi nhà này theo như các bạn nhìn thấy ở phía trên đây là một cái đường nứt rất lớn, nó to rần cả là 10 cm, nó nghiêng hẳn về một bên, ở trong nhà rất là nguy hiểm. Thì bây giờ phải đập ra rồi ép lại cọc bê tông từ tràm, sau đó đổ đóng xi măng là một cách chắc chắn để người ta xây lên một cái ngôi nhà gác lửng cấp 4. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải dọn dẹp và tháo gỡ từng chi tiết trong ngôi nhà này, gồm tôn, cửa, có nghĩa tất cả những đồ vật trong nhà này là phải tháo ra và di dời tới một nơi nào đó. Sau khi mà tháo gỡ hết tất cả những cái này ra, còn khung nhà không á, thì xe máy cuốc họ sẽ vào đây rồi họ đập xuống, họ dời đi rồi moi ra. Là các bạn nhìn thấy này, cái đố cửa này nó nghiêng khủng khiếp luôn. Ở dưới đây là nó là 30 cm mà lên trên nó còn có 18 cm. Thấy kinh khủng không các bạn? Thấy kinh khủng không? Mà đây tất cả đều phải gỡ gác, bồn nước, bếp, nút, mọi thứ ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy cái ngôi nhà nó nghiêng. Nó nghiêng kinh khủng không? Bây giờ phải dỡ ra hết, moi lên hết tất cả mọi thứ. Kể cả cái dàn móng ở dưới đây cũng được đổ bê tông rất là chắc chắn, nhưng mà bởi vì nó nằm ở trên cái nền đất nó không chưng cho nên là nó lún nghiêng. Buộc lòng là người ta phải làm lại chứ không thể ở trong ngôi nhà này, là phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Đây, bếp nút này, các bạn nhìn thấy nó nghiêng. Nó nghiêng y như những cái chương trình mà Việt Hương Trấn Thành đóng là cái ngôi nhà nghiêng. Thế nên là rất là nguy hiểm thôi các bạn. Đây, bây giờ mình tới mình tháo dỡ. Đây, cho có cả một cái chậu cá, có những con cá đang tung tăng dưới nước này. Loại cá này nếu mà không có oxy thì nó sẽ chết ngay. Cho nên là cái máy phải chạy ra, cứ chạy liên tục như thế này. Không biết rồi một lát nữa mình tháo ra không có oxy rồi, không biết nó có sống được hay không. Chủ nhà chơi cá. Chủ nhà chơi cá. Đây. Chủ nhà chơi chim. Chim cu. Hai con chim cu. Bây giờ phải dọn dẹp tất cả. Nội mà dọn dẹp tháo gỡ không là mất cỡ 2 ngày. Đây là cái mai trứng thị. Cái bông nó rất là thơm. Bông rất là thơm. Một buổi sáng thức dậy nghe nó thơm nực nồng như hoa lài. Đây. Chanh, mía, cây đinh lăng,
những thứ này đều phải bứng hết. Mía, mấy cái mía này cực kỳ ngon đó ba, mía huyết mà mía ngọt á, mía đường á. Đây bạn nhìn thấy một cái đường nứt cực kỳ to, với một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ mà nứt như thế này không biết nó sập vào bất cứ lúc nào. Bây giờ nếu mà xây dựng trên một cái miếng đất mới á, nó cực kỳ dễ và đơn giản. Nội bây giờ cái tiền công mà đập phá cái ngôi nhà này, tiền công mà đập phá ngôi nhà này mà để cuốc dàn móng dở lên, xong rồi ép lại cọc cừ tràm á, tốn khoảng cả 20 triệu đồng. So với một cái nánh, một cái móng bình thường thì chủ nhà người ta không tốn khoản tiền này. Người ta không hề tốn với cái khoản tiền này. Bây giờ người ta phải bỏ ra một cái số tiền 20 triệu cho một cái móng nhà đơn giản thì quá là lớn. Đây các bạn xem. Nhưng mà rất hay là bên ngoài lại không nứt nha, không có đường nứt nha, thế mà nó nghiêng cả căn. Sau khi đập xe cuốc tất cả mọi cái xà bần, những hoặc là những hồ bể đồ này kia, người ta sẽ dời qua bên đây rồi cuốc cái móng lên. Rất thương cho anh chủ nhà này. Thôi video đến đây Trực xin kết thúc ở đây, và sau khi mà tới phần nào tiếp tục của căn nhà thì Trực sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem. Trực thợ hồ lên trên đây với Trực xây dựng lên trên đây với cái mục tiêu là chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kinh nghiệm xây dựng. Hầu hết là nhắm vào mục tiêu chính là những người người ta chưa biết nghề, hoặc là những người người ta đang muốn học nghề, chứ mục tiêu của mình không có hướng vào những người đã lành nghề. Thì cũng mong là các bạn nào muốn học nghề, hoặc là những người người ta chưa hề biết cái gì về xây dựng, thì trong những cái phần tới Trực sẽ tiếp tục tới phần nào Trực sẽ hướng dẫn cho cái phần đó một cách chi tiết, và những cái lời thoại của Trực hầu hết là dùng những cái lời những cái dụng cụ hoặc là những cái công thức thì nói theo tiếng của thợ xây, không dùng cái tiếng gọi là cái tiếng của bên kỹ sư. Thì về cái phần mà cái tiếng của bên kỹ sư thì cũng có người người ta hiểu được, nhưng có người người ta vẫn không hiểu được, cho nên là Trực sẽ dừng gọi là cái tiếng địa phương. Thì mọi người thì có thể tiếp xúc nó dễ dàng hơn, dễ hiểu hơn. Nếu có yêu mến hoặc thích thì hãy đăng ký kênh của Trực để mà tiếp tục xem những cái chuyển biến sắp tới của căn nhà này. Từng chi tiết hướng dẫn cho các bạn, từng chi tiết hướng dẫn và giới thiệu về từng cái công cụ mà để mình thực hành xây, tô, ốp gạch, lát nền, đúc bê tông, đúc đế bê tông, vân vân và vân vân. Thì nếu mà có mến mộ hoặc là ủng hộ cho Trực thì hãy đăng ký kênh của Trực Thợ Xây Vlog Nguyễn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.